Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Thì hôm nay là một ngày em thực sự rất thích với mọi người, bởi vì đã chọn một màu, đó chính là màu tím. Em thực sự thích màu tím. Không em. Mỗi mình em là màu tím không á? Anh màu tím nó kiểu. Nhưng mà ngày hôm nay còn một điều đặc biệt nữa, em đã mời đến cho tất cả các cô gái ở đây. Còn các anh nam mình thì nên là kiểu học hỏi anh ấy. À vậy hả? Okay. Em tưởng ở đây nữ hết chứ. Đúng rồi, là con trai. Nhưng mà không phải trai bình thường. Đây là cánh mày dâu mà em. Nguyên rằng cánh mày dâu mà. Không phải như người chứ trai gì. Trai 6 múi. Trai cao to. Không phải, anh em hết á, anh em hết á. Nhưng mà phải hứa với em là khi mà anh ấy ra ấy, mọi người không được hét quá to. Ok, em sẽ kêu chứ nè. Ok. Anh ơi. Anh ấy đã là nam vương chiến thắng một cái cuộc thi, đó chính là Man of the World 2018. Wow, phải cỡ nào đó. Anh ấy được mệnh danh là nam vương. Mời luôn đi em. Mời luôn đó nữa, mời luôn đi. Vâng, và đó chính là nam vương Cao Xuân Tài. Xin mời anh. Anh ơi, em bắt tay anh Cao, chưa bắt tay. Chào em. Trình diễn live luôn chị, live luôn. Đúng rồi. Em không đáng bài này đâu. Tại vì bài này của em mà, sao em đáng được. Bài này rất là dễ luôn nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh đáng được, anh đáng được. 3, 2, 1. Ok. Dịu dàng tóc mày nghe như lời ca thiết tha em mềm một tiếng nghe tóc hát chính xác. Vậy thì hãy cùng trình bày lại ca khúc mà em đã thi vào B36 nào. Nghe như lời ca thiết tha em đêm một chiều em nghe tóc hát khi mơ màng một chiều mây trôi lững lờ lời ca bay trong làn gió. Anh nói mà anh muốn chi tiết thì anh gọi việc thi B36 tóc khác B36 nha anh. Đâu đấy là mình có việc thi B36, việc thi thôi à? Nguyễn Ngọc Việt Thi. Ra ôm ghé thôi. Đấy thì em ơi. 3, 2, 1. Trời ơi. Xin mời chị này em. Hơi té nha. Mình chia tay đi. Yeah. Xúc. Cái mà để dọn vệ sinh á. Ăn quả những kẻ trồng cây. Không, không phải. Đó là đồ vật. Đồ à, vật, vật. Đồ vật. Nước đổ. À. Ủa, em cho Vinh vẽ à? Không phải. Nước đổ. À, cái cây à? Cái sẻng à? À, không, không. Cái sẻng. À, lau nhà hả? Cây lau nhà hả? Hay, 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 hay. 5 4 3 2 1 Xin mời. Cố lên em, anh nghĩ là em hiểu anh. Không nghe đâu bà. Cái gì vậy? Cái chổi. Tù. Tù. Cái cải tạo. Cái tàn. 3 2 1 xin mời cho đáp án ạ. Lấy gì vậy? Cho đáp án là cái gì vậy? Chắc nghĩ là cò hả? Đây. Em bể á. Ôm á, cái này ôm. Ôm ôm á. Không phải, không phải à, gần giống vậy mà nó bự á. Bự á. Bự á? Ờ. Ngồi ôm bự á? Không phải. Cái gì mà nó, cái con gì trong rừng á. Em nghe gì đâu mà em cứ nói nhiều nhỉ? Con gì trong rừng á. Con gì trong rừng á? Con bự nè. Con gấu à? Từ từ, gấu gì, gấu gì, gấu gấu ôm à? Gấu bông à? Gấu ôm. 5 4 3 2 1 Xin mời. Gấu bông à? Cái này là gì? 5 Gấu bông. Chính xác. Nhìn biết à? Cái gì mà nãy mình đội lên đài? Hú à? Không, nó
cái mặt như này, rồi cái mặt hình như thế này. Cái gì đấy? À ok. Nó là gần cái này cho nó điểm này. Ừ. Để lên đầu ấy. Lên đầu ấy. Khoan khoan mẹ con cuối. Màu màu tất ra. Quá. Tất cả xong để cái tất nè, lên đi ra nè, xem đồ lên độ đầu gì vậy? Em liên tưởng đến trò chơi. Em thích độ đầu mà. Để xem gì nào xấu đến mức nào rồi. Quay đầu em à. Nói nghe nè, cây kẹp tâm nó đâm lũng nó vậy. Cái này hơi bị khó vẽ nha. 4 đúng không? 3 2 Anh chỉ cái đầu. 1 Xin mời. Chơi đi, chơi đi. Kêu kêu. Rồi, rồi, ok. 3 phút con anh chạy. Mình dính, mình dính. Chạy chuối, chạy chuối. Hả? Chạy chuối. Không, 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 không. Cái giò, cái giò. Bỏ cái này đi. Bỏ lên. Cái quần, cái quần, cái quần. Cái quần, sai. Hay đổi em luôn nè. Ok, em muốn đổi không? Đổi. Ok luôn. Ủa, cái đó là cái gì vậy? Bỏ nhà. Đôi khi cái sự trừu tượng, cái tranh, cái nét vẽ của anh nó hơi trừu tượng nên mọi người không hiểu là phải rồi. Ôi, cái dễ lắm này. Cái này những cô con gái rất thích. À không 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 không, nhầm 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 nhầm. Bấm bấm. Vô leo. Trời ơi, thông minh nhở. Thế tưởng nó ra quả. Năm. Hả? Dễ. Bí đỏ. Rồi sai luôn. Năm rồi. Mụn, mụn, bí, mụn, mụn, bí đau, bí đau, chuối. Khoai, mụn. Cái. Bí đau. Sai. Sắp mặt mà. Gì vậy? Sắp trước mặt mà. À dư. Ok. Cái này dễ. Cái này dễ. Xoay vào voi. Con voi. Dễ ha. Yeah. Con voi dễ dễ. Of course. Con voi dễ. 5 Tôi chết rồi. 4 Ui mẹ mũi đại rồi. 3 2 1 rồi xong rồi. Dừng dừng. Ê cái voi dừng ngưng ngạc. Kinh ngạc. Kinh ngạc. Không ơi, không ơi, không ơi. Rồi, con vịt mà nó đang voi. Vâng, bây giờ hết rồi, xin mời. Mời anh em ạ. Hai bạn đó, đó là một voi đúng không? Em rối, em biết vậy. Nhưng dù sao, một khi cũng rất thông minh và năng lực, là con voi. Vâng, đây chúng ta hãy cùng đếm phiếu mà đội vàng đã hoàn thành nha. Đếm nào. 1 Yeah. Xin chúc mừng đội vàng đã hoàn thành xong phần thi. Vâng, 3 phút để cho đội vàng xin được phép. Bắt đầu. 3, 2, 1 Quá. Wow. Wow, hay quá nhờ. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, không là sẽ nổ đấy. Yeah. Okay. Let's go 1, 2, 3 Wow, quý vị biết không, bóng xuống thì nó sẽ đỡ. Hai người này làm rất đều chứ. Bay bay hay để cao lên nào. Thôi, 1 Bay này 2, 3 Đúng rồi. Em cắt nốt tóc đi chị. Đúng rồi. Bước đầu có vẻ thuận lợi ha. Không thuận lợi, anh ấy giờ đi rớt mấy cái rồi. 1, 2, 3 1, 2 quẹo quẹo cô. Hai anh em xin đôi. 1, 2, 3 Đúng rồi. Xuất sắc. 6 1, 2, 3 Nào, phải chạm mạnh rồi mình mới giữ được. Đúng rồi đấy, chạm mạnh mới giữ được. Mình đếm tempo lên 110 đi. Ok. 1, 2, 3 Ôi, ít nữa. 1, 2 Nhỏ luôn. 1, 2 Đúng rồi. Được tính luôn hả? Không ngờ có sự giúp sức của vai. 1, 2, 3 Đúng rồi. Cái này nó hơi may hả? Ê, cái này nó hơi nguy hiểm nha. 1, 2, 3 Thời gian nó chạy rồi. 1, 2, 3 Chặt máy vào nhau nha. Ấn sát chưa? 1, 2, 3 Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy quay hàng không? Ui. 1, 2, 3 Gì đó? 1, 2, 3 Đúng rồi.
Ở đây có 6 bóng nè. 6 2 1 Như định mệnh mọi người ạ. Có 12 trái bóng và 12 tờ giấy của hai đội. Vòng này chúng ta sẽ qua. Nguyên số hòa luôn rồi. Nguyên số hòa luôn rồi.